hơn 1 triệu học sinh Hà Nội háo hức trở lại trường học. Sáng ngày 6 tháng 4, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 6 tại Hà Nội đến trường sau nhiều tháng liên tục học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Các học sinh lớp 1 lần đầu tiên được đến trường. Cùng với công an các địa phương, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã ra quân phân luồng trên các tuyến đường đi qua các điểm trường tiểu học với mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, đưa học sinh tiểu học trở lại lớp sau thời gian dài học trực tuyến. Theo ghi nhận các trường tiểu học, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường từ sớm để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh. Ngay từ cổng trường, nhà trường đã tổ chức phân luồng theo từng khối, học sinh phải đo thân nhiệt và được giáo viên hướng dẫn vào lớp để bớt bỡ ngỡ. Đại diện trường tiểu học cho biết, trong 3 ngày tới, nhà trường sẽ làm công tác tư vấn tâm lý học đường, làm giải tỏa tâm lý cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến. Ngoài ra, nhà trường sẽ rà soát, củng cố lại kiến thức cho học sinh và cho kiểm tra giữa kỳ trực tiếp để so sánh kết quả với kiểm tra trực tuyến, để từ đó đánh giá hiệu quả của việc học trực tuyến trong thời gian qua.